Xin chào các bạn, tôi hôm nay thì tôi đang thái cái cây thuốc để nấu thuốc xoang. Tiện đây thì tôi chia sẻ luôn cho các bạn những cái vị thuốc mà hiện tại thì tôi thu hái về, sau đó thì tôi nấu, tôi thái ra xong đó rửa, sau đó thì cho vào nồi để nấu, để chiết xuất. Thì tất cả những cái vị ở đây nó vào hơn, tức là 18 vị các bạn nhé. Đây các bạn. Thái từ sáng giờ rồi, một đống rồi. Đây là cái vị cỏ về voi các bạn nhé. Đây hái về nó bị héo hon hết như này rồi, nhưng mà đây chính là cái cây mà cỏ về voi. Cây này nó có lông các bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn kỹ là nó có lông. Đó. Đây cái hoa của nó đây các bạn. Cây này thì nó mọc ở những cái đất trống hoang ấy, thì nó hay có. Cây nó cao khoảng độ 50 phân thôi, không cao lắm. Mọc từng bụi các bạn nhé. Hoa của nó đây. Cây này thì chữa cả xương khớp các bạn nhé. Đó. Xương khớp mới lại viêm loét về dạ dày. Nhưng mà cái cây này nó có độc cho nên là không uống quá 3 tháng các bạn nhé. Nó có độc cho nên là không uống lâu dài được. Đó. Cái này chỉ nấu cho vào xịt mũi, xịt xoang. Đây, cây thứ hai nó là cây đơn đỏ. Tôi cho cả cây đơn đỏ các bạn nhé. Nấu cả cây đơn đỏ cho vào để cho nó sát khuẩn. Đó. Cây về voi kia thì nó sát khuẩn rất là mạnh. Đó, các bạn. Đây là cây hương nhu các bạn nhé. Đó. Hương nhu trắng, hương nhu rừng ấy. Chứ không phải hương nhu tía. Và hương nhu này thì phải hương nhu rừng thì mới ok. Đó. Đây. Có hoa. Hai nữa đó là cây kim giao. Kim giao là kim giao này, loại kim giao cây nhé các bạn nhé. Đó. Không phải kim giao kim. Kim giao kim thì tôi cũng cho. Đây là cỏ. Đây là cây hoa cứt lượn tía các bạn nhé. Hoa cứt lượn tía. Hay còn gọi là cây hoa ngũ sắc. Đó. Đây. Nó khá là hôi đúng không ạ, nhưng mà nó phải tía như các bạn nhé. Cái loại trắng thì lại không ăn thua đâu, nên là hái cái loại tía này. Đấy, thân nó tía. Đó. Loại trắng thì lại không dùng, hiệu quả không cao. Loại này thì rất là cay, cho rất ít thôi. Không. Tiếp tục thái các bạn ạ, chúng ta thái một lúc là hết cái này. Các bạn ơi, nó máy nó kêu hơi to cho nên là không nói chuyện được với các bạn. Thì với cái mục tiêu của tôi nó là làm thật và nhìn thấy sản phẩm thật đúng không ạ? Thì hiện tại thì có rất nhiều người là tò mò về cái cách để mà tôi làm đúng không? Thì hôm nay thì tiện đây tôi quay lên cho các bạn. Đây là chính là cái sản phẩm mà tôi chiết xuất nó dạng thảo dược và dừa. Người thật, việc thật để
các bạn biết được, nhận biết, biết cách để phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đúng không ạ? Có nhiều người thuốc xoa ở ngoài kia họ làm với cái cách là chộp giật, họ nhập sản phẩm về, sau đó đi họ đăng ký, sau đó họ tạo một cái thương hiệu nào đó, sau họ bán một thời gian khoảng độ 8 tháng đến 1 năm, sau đó họ hủy cái sản phẩm đó. Họ cứ cam kết này, cam kết kia khỏi 100%, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nghe những cái lời quảng cáo đó, sau đó thì chúng ta mua, chúng ta dùng, đúng không ạ? Thì nó, cái độ hiệu quả này nó cũng có, nhưng mà để mà khỏi thì sẽ rất lâu, không thể khỏi được. Thế thì đây là cái sản phẩm thật mà người thật, đúng không ạ? Không phải là các bạn cũng không nên và mua những cái sản phẩm nào mà ví dụ Tây, Tàu, Úc, Á, rồi thì những cái sản phẩm mà mình không đọc được chữ của nó, mình không biết thành phần, không biết, không thấy người làm, đúng không ạ? Và chỉ biết được cái sản phẩm đấy, tức là họ, các bạn chỉ nghe thông tin để biết được cái sản phẩm đó thôi. Tức là những người mà tư vấn, những người bán cho cái sản phẩm của các bạn ấy thì họ chỉ bán thông tin cho bạn thôi. Thế còn thì thực tế để mà nhìn thấy, để mà làm như nào thì các bạn hoàn toàn là không hề biết, đúng không? Trong đấy có gì? Tôi không nói là sản phẩm không tốt. Thì ở Việt Nam chúng ta rất nhiều những cây thuốc, vị thuốc cực hay, nhưng mà cái thiếu cái cách để marketing để nâng cái sản phẩm đó lên. Thì tôi cứ làm như nào thì tôi quay để cho các bạn biết được, các bạn nhận thấy nó là thực hư như nào. Thì cái này thì tùy các bạn phân biệt thôi. Còn các bạn tin dùng hay không thì lại ở các bạn. Sức khỏe của các bạn thì các bạn quyết định, đúng không ạ? Chứ còn đừng để người khác mà là quyết định cái sức khỏe của bạn được. Không ai có thể quyết định được cả. Tôi là một người thầy thuốc thì tôi cũng chỉ là một người tư vấn và một người có công thức để giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn và sức khỏe của bạn. Nhưng bạn có thay đổi hay không là phải do bạn. Bạn có nghiêm túc dùng hay không thì cái này là cái mà các bạn quyết định. Đó. Thế thì sản phẩm nó là thực sự tốt thì tôi mới chia sẻ cho các bạn để các bạn biết cách dùng này và biết nhận biết được sản phẩm tốt này và các bạn dùng được sản phẩm tự nhiên và không có tác dụng phụ gì cả. Đấy là cái thì mà giá trị nhất. Sau khi thái xong thì sẽ cho vào rửa các bạn nhé. Đây cái cây kim dao, đây kim dao không lá đây. Ở này thì không thể thiếu nó rồi. Cái đầu ngựa, kim ngân sẽ rửa. Cho vào từng đĩa này, sau đó thì cho vào nồi nấu. Rồi các bạn ơi, đây là thảo dược đã rửa xong và cho vào từng đĩa này các bạn nhé. Sau đó thì sẽ cho vào, bây giờ sẽ cho vào nồi để chưng cất, để chiết xuất. Rồi, từng vị sẽ cho vào như này. Rồi, giờ sẽ cho vào nồi các bạn nhá. Cái nồi này phải thủ các bạn. Mới nấu được nhiều. Cái này nặng. Đây, tất cả các bạn. Rất sâu các bạn. Để cho nước vào để nhóm lửa lên là nấu.
nồi inox nấu nhiều quá cho nên là cọ không sạch được. Cái này là nấu xoang xịt nha các bạn nhá, xịt mũi ấy. Các bạn tưởng xoang uống. Các bạn ơi, lửa đã nhóm xong và hiện tại thì đã cho đầy nước và đậy nắp vào. Đó. Nắp như thế này. Nước đã đầy. Chờ sôi sau đó thì 2-4 tiếng sau các bạn nhá. Chào. Tôi rất vui mừng để giúp được một ai đó. Hy vọng qua video này thì các bạn có thể nhận ra những cái thực hư để các bạn phân biệt được, các bạn yên tâm sử dụng sản phẩm. Và bạn nếu bạn thực sự tin tưởng thì các bạn hãy vào trong cái trang web là lương y triệu hữu quang.com để các bạn vào đó để tham khảo. Đó là trang web của tôi. Ok, xin chào tất cả các bạn.